Năm 2024, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các chương trình dự án của đô thị thông minh với các kết quả cụ thể theo các lĩnh vực ưu tiên, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở, đô thị, lao động, việc làm, an ninh, giao thông, không dùng tiền mặt, và phát huy trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC tỉnh và phát triển IOC cấp huyện lĩnh vực tiếp tục triển khai các dự án nền tảng trong đó hướng trọng tâm đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thu hút công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp kiểu mới, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi 4.0. Phát huy mạng lưới quốc tế về thành phố thông minh, xây dựng kế hoạch truyền thông thành phố thông minh trong giai đoạn mới, đặc biệt là kế hoạch truyền thông diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới tập 1 là một trong những điểm mấu chốt để nâng tầm thương hiệu quốc tế của Bình Dương, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực về công nghệ cao đến tỉnh.